nên mình sẽ mở hộp cái Atomy lon đỏ của Trung Quốc, đơn hàng của Shopee. Giản hơn thì cứ như vậy. Khá lớn, 700 gram. Nhãn gì đây, tương hoa mình cũng không có đọc được. Rồi bây giờ mình sẽ thử ấp nó. Rồi mình đặt chỗ ấp cái này của mình, nồi nó cũng ấp thật là nó không có ấp quá nhiều. Ở bên cho nó sụp rồi, giờ rồi sẽ đợi 24 giờ để mình có kết quả nha. Rồi sau khi chà lọc được 24 giờ thì bây giờ mình lấy ra mình coi, lấy cái lọc ra ngoài. Để chút xíu cho nó lắng này. Nó cũng khá nhiều các bạn. Trong này thì tỷ lệ nó cũng khoảng 80-90%. Nó cũng đạt yêu cầu đúng như cái quảng cáo của nhà sản xuất rồi, người bán rồi. Thế mấy con nhỏ nhỏ đó không? Con đó gọi là con Artemia. Rồi bây giờ mình sẽ cho Artemia này cho cái bầy cá bột của mình ăn. Cái bầy cá bột này nó 1 tuần tuổi thôi các bạn. Đó, mình sử dụng cái xi lanh này mình bơm nhỏ đều ra khắp cái hộp cá bột của mình. Đó. Rồi. Thực ra thì Artemia này nó hơi lớn cho nên mà cá bột mới nở thì có thể nó không ăn được, nhưng mà cá bột mình nó được 1 tuần tuổi. Thì nó ăn được cũng dễ dàng thôi chứ không có gì. Cá mình cũng khá lớn rồi. Rồi chỉ có đơn giản vậy thôi. Thì mình đánh giá thì cái đơn hàng Artemia Trung Quốc này nó xài được, cũng khá kinh tế, nó rẻ hơn rất là nhiều so với Artemia Mỹ và Artemia Vĩnh Châu. Nhưng mà mình chỉ xài cho cá bột từ con lăng quăng 1 tuần tuổi trở lên thôi, chứ cá nhỏ thì mình không có nên xài. Tại vì cái con Artemia nó hơi lớn. Thì các bạn mình tìm cách nào mình sử dụng cho nó hợp lý thì nó sẽ tiết kiệm được cho mình thôi. Em coi có bị giật gì đâu, em coi nhiều quá. Tại em coi nhiều quá.